hay không đúng, chứng tỏ người đó đang làm việc đi. Rất là vui, rất là công ty rất là tuyệt vời. Mà
ơn chương trình nhé. Em rất là vui sau 2 ngày trải nghiệm này và đồng hành cùng Zack xây dựng tương lai. Cùng Zack xây dựng tương lai.